Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể các quý Phật tử cùng bà con nhân dân, trong những ngày vừa qua chúng ta đều rất xót xa trước những mất mát đau thương của những gia đình trong các vụ cháy nổ tại Hà Nội và lũ quét tại Lào Cai. Chư Tăng Phật tử Chùa Vàng cùng các tín chủ phát nguyện phóng sinh để hồi hướng công đức này, hồi hướng cầu siêu cho các nạn nhân đã tử nạn, hồi hướng cầu bình an cho các gia đình sớm vượt qua những nỗi đau khó khăn để trở lại cuộc sống bình thường. Và giờ này, Chư Tăng xin mời toàn thể bà con nhân dân Phật tử cùng hướng tâm theo khóa lễ để cầu an ổn hạnh phúc cho gia đình. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo đại nguyện của các ngài quang giáng nơi đàn tràng chứng minh gia hộ, cùng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp, hết thảy chúng quỷ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan hỷ, tinh tấn hộ trì, nương oai lực Phật vân tập về nơi pháp hội hôm nay, theo lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Duyên nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm Quý Mão. Vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ, chư tăng Chùa Vàng chúng con xin được tác lễ phóng sinh để các con vật được cứu mạng này được kết duyên với Phật pháp, khi thoát kiếp xuất sinh được sinh làm người, tiến tu theo chính pháp, phát tâm Bồ Đề cầu vô thượng đạo. Chúng con nguyện đem công đức phát sinh từ chương trình phóng sinh này hồi hướng cầu siêu cho vong linh các nạn nhân trong tai nạn cháy nổ tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và lũ quét tại Lào Cai vào ngày 12 tháng 9 năm 2023. Chúng con lại xin hồi hướng công đức cho các chúng quỷ thần, các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các tai nạn hỏa hoạn và lũ quét, hồi hướng nguyện cầu hóa giải ác nạn về hỏa hoạn thiên tai trên toàn đất nước Việt Nam, nguyện cầu cho nhân dân đất nước được bình an, tín tu Phật pháp. Chúng con ngưỡng nguyện được sự gia trì của chư Phật, gia hộ của chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, sự ủng hộ của hết thảy các chúng phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần, Long Vương Thủy Thần cùng các chúng quỷ thần cho buổi lễ phóng sinh được chu viên công đức lợi ích chúng sinh. Ngưỡng nguyện Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo từ bi quang giáng đàn tràng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Tát. Phụ tử Thủy Già Ban Công Đức, Thủy Tử Thiên Chân Tiên Tẩy Chúng Sinh Nghiệp Cấu Trần, Biến Nhập Tỷ Lô Hoa Tạng Rơi, Cá Trung Vô Sư Văn Siêu Luân Thủy Vật Tẩy Thủy Diệu Cực Pháp Thân Trần, Bất Nhiễm Trần Phản Tác Tư Kỳ, Quyên Trừ Nội Ngoại Đan Địch Đàn Tràng, Sái Khô Mộc Nhĩ Tác Dương Xuân, Kết Huế Bao Nhi Thành Tịnh Độ Sở Vì Nào, Sở Vì Đạo Nội Ngoại Trung Gian Vô Trừa Quế Thanh Phạm U Hiện Tổng Thanh Lương, Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lộ Vị Năng Ninh Nhất Trích Biên Thập Phương Tinh Chuyên Câu Huế Tận Quyên Trừ Phổ Sai Chúng Sinh Tất Thanh Tình Dương Chi Tình Thủy Biên Sai Tâm Thiên Thanh Không Ban Đứng Lời Nhân Thiên Nơi Pháp Giới Quảng Tăng Diên Nơi Diệt Tội Tiêu Kiên Nơi Hòa Diệm Hoa Hồng Liên Nơi Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát ơi, 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 Nam Mô Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vương Ngài Đại
Di Tâm Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Na Ra 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 Nam Mô A Di Đà Ba Lô Yết Thế Thương Ma Ra Ra Bồ Đề Tát Đoà Ba Ra Ma Ha Tát Đoà Ba Ra Ma Ha Ca Lô Ni Ca Ra Rồi Số Na 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 Toàn Tất Kiến Lần Đoà Y Mông A Di Đà Ba Lô Kiết Đề Tát Phật Già Lăng Đà Ba Nam Mô Na Ra Cần Chỉ Hệ Di Ma Ha Bàn Đà Sa Mê Tát Ba Ha Tha Đầu Thu Bằng A Thế Dương Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con nguyện nương ân đức trên sư phụ cùng tịnh đức chúng tăng, nguyện cho các chúng sinh hết thảy các chúng thủy tộc đây đời đời tội diệt phước sinh, bỏ thân này đời sau gặp được tam bảo, gặp được chính pháp tu hành mau thoát khổ. Nam mô chính sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sinh đây có bao nhiêu, lắng tai nghe lấy những điều dạy dân. Các ngươi trước lòng trần nặng lắm, nên đời này chìm đắm sông mê, tối tăm chẳng biết tu trì, gây bao tội ác lại về mang thân. Sống đọa đầy trên thường đau khổ, lông vậy sừng có đỡ được đâu. Dù là bay trước lần sau, lưới vây tên bắn móng câu thả mồi. Càn văn cùng ơi phun độc, lúc đó dù kêu khóc ai thương, hồn còn phang phất nổ giang xóm đồi. Muôn phần chết nay người cầm trang, may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho người được thoát thân, đến đây lại được nhờ ân pháp màu. Vậy người kịp hồi đầu quy Phật, giống lòng quy pháp quy tăng, chỉ thành sám hối ăn năn, tội kia với mất thân tâm nhẹ nhàng. Chúng sinh quy Phật, chúng sinh quy pháp và chúng sinh quy tăng, quy Phật phụng tuệ tôn, quy pháp đi dùng tôn, quy tăng tôn, quy Phật kinh, quy pháp kinh, quy tăng kinh, chúng sinh quy Phật, chúng sinh quy pháp, chúng sinh quy tăng, quy Phật phụng tuệ tôn, quy pháp đi dùng tôn, quy tăng chúng trung tôn, quy Phật kinh, quy pháp kinh, quy tăng kinh, chúng sinh quy Phật, chúng sinh quy tăng, quy Phật phụng tuệ tôn, quy pháp lý dùng tôn, quy tăng chúng trung tôn, quy Phật kính, quy pháp kính, kính quy Phật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tăng bất đọa chúng sinh, chúng sinh duyên pháp tâm bồ đề, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Thế nguyện học ca Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành tiểu tài khán tượng thần chú, Nam mô Tam Án Đa Hồn Đà Nam A Sa Đề Đa Sa Sa Năng Đâm Đan Địa Tha. Ông ông nhà Phật gia, nhà Phật gia bát gia, nhà Phật gia bát gia, nhà Phật gia đề sanh sa đề sanh sa sa trì trì a trì trì sa vấn cha sa vấn cha viên đề ca thân thị đề sa ba nam bồ tham an đa mô đà nam a đà đề a đà sa điện tán kê 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 kê. Ông ông nhà Phật gia, nhà Phật gia bát gia, nhà Phật gia bát gia, nhà Phật gia đề sanh sa đề sanh sa sa trì trì sa trì trì sa vấn cha sa vấn cha viên đề ca thân thị đề sa ba nam bồ tham an. Nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sau thời đều an lành, trong tất cả thời này an lành. Nguyện chư thượng sư thương nhiếp thổ, nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sau thời an lành, trong tất cả thời thầy an lành. Nguyện ngôi tam bảo thượng gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sau thời thượng an lành, trong tất cả thời thầy an lành. Nguyện chư hộ pháp thượng ủng hộ, Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tượng Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tượng Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tượng Bồ Tát Ma Tát. Này hỡi các chúng sinh, chúng tôi được học Đức Phật dạy, pháp giới này là pháp giới nhân duyên. Nguyện cho các vị từ nơi duyên được cứu mạng này mà nghiệp thức
sẽ dẫn dắt các vị sau này được tu theo Phật Pháp, giác ngộ Pháp Tâm Bồ Đề, tinh tấn Bồ Đề hành, theo bước chân của Đức Phật, cứu khổ cho muôn loài chúng hữu tình. Chúng tôi, Chư Tăng cùng Phật tử, nhiều kiếp đã được người thiện, các bậc chân tu tế độ cho, nay đã có chút duyên lành làm đệ tử của Đức Phật, cũng nguyện tinh tấn tu hành để đền ơn cứu độ, mong cho các vị sau này cũng được như vậy. Chúng tôi sẽ niệm danh hiệu Đức Phật với tâm hoan hỷ tri ân để hồi hướng công đức cho các vị. Xin thỉnh toàn thể đại chúng cùng niệm hồng danh Đức Phật với tâm tri ân và thả phóng sinh để hồi hướng công đức cho các chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Ôi, trời ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phục nguyện Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm, Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương chúng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương, Nhất Thiết Thiện Thần Thủy Tử ủng hộ. Chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hòa cầu đạo Bồ Đề trên Sư Phụ, cùng Tăng Ni Phật Tử Chùa Ba Vàng, cùng công đức phát sinh từ chương trình phóng sinh hôm nay, xin được hồi hướng cầu siêu cho vong linh các nạn nhân trong tai nạn hỏa hoạn và lũ quét mà chúng con đã bạch ở trên được siêu sinh về cảnh giới an lành, gặp Tam Bảo tu hành mà được giải thoát. Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành cho những người bị thương trong các tai nạn trên sớm hồi phục sức khỏe để đoàn tụ với gia đình. Chúng con lại nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho các Phật tử, những người đã tham gia đóng góp tình tài công sức trong các việc phóng sinh này, gia đình được tiêu trừ nghiệp từ vô thủy kiếp đến nay đã giam cầm trói buộc cũng như sát hại chúng hữu tình, gia đình được tăng trưởng phúc lành, không gặp được các ác duyên, không bị ác nghiệp giam cầm, không bị tổn hại đến thân thể tính mạng, và các thành viên trong gia đình được bình an, thọ mạng được kéo dài đầy đủ, duyên lành tu theo chính pháp, được phát tâm Bồ Đề, tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, truyền tải Phật pháp rộng khắp thế gian để cầu vô thượng đạo. Nguyện cho các chúng sinh được cứu mạng hôm nay được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát nghiệp làm xuất sinh, được tái sinh về cõi người, gặp được Phật pháp quy Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, tinh tấn tu hành sáu pháp hòa kính, cầu vô thượng đạo. Hồi hướng nguyện cho các chư vị chư thiên chư thần, Long Vương Thủy Thần cùng các chúng quỷ thần có duyên hộ trì pháp hội, cùng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các tai nạn hỏa hoạn lũ quét được tăng trưởng phúc báu, phát tâm Bồ Đề, tinh tấn hộ trì cho Phật pháp, hộ trì cho chúng sinh giác ngộ bỏ ác làm lành, tu theo chính pháp để được hạnh phúc an vui, sớm thành tựu vô thượng Bồ Đề. Phát nguyện cho muôn loài hữu tình được giác ngộ bình an. Nam mô Thượng Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Phóng sinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện các pháp giới, các chúng sinh thay đều thể nhập vô sinh nhân, nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não, nguyện được trí tuệ thân sáng ngời, nguyện các tội chướng này tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo, nguyện đem công đức tu hành này chán giải mười phương khắp tất cả, nên thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác từ quý Phật. Nguyện cho chúng sinh hiểu tâu đạo lớn, phát tâm vô thượng từ quy pháp, nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển từ quy tăng, nguyện cho chúng sinh quản lý đại chúng hết tay công ngài hòa nam thánh chúng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể các quý Phật tử cùng bà con nhân dân, nghi lễ phóng sinh giờ này đã kết thúc viên mãn. Chư tăng xin chúc nguyện mang công đức lành này hồi hướng cho tất cả các Phật tử bà con nhân dân tham gia trong buổi lễ phóng sinh hôm nay, cùng tất cả những ai đang hướng tâm hoan hỷ với buổi lễ phóng sinh này đều được tăng trưởng công đức phúc báu, nghiệp chướng tiêu trừ, oan khiên oán kết hóa giải, gia đình được nhiều bình an hạnh phúc. Chư tăng xin tùy hỷ công đức của toàn thể đại chúng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.